Chào các bạn quay lại với tựa game Planet Zombie 2. Hôm nay thì chúng ta lại chơi tiếp cái tựa game này ở cái level 4 nha các bạn. Phần Benny Bersui. Tiếp trước thì chúng ta đã chiến đấu với Zombot rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi ở level 4. Và chúng ta chỉ còn 8 giờ 3 phút nữa là hết cái chương trình này rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chiến thôi. Cái phần 3 chết ở level 3 thì mình chỉ được 4 viên kim cương thôi các bạn ơi. Mình không được nhiều cho nên mình sẽ không chiến phần đó. Bây giờ mình sẽ quay qua một chết ở cái level 4 đây. Đó. Chúng ta phải cố gắng sống sót những đợt tấn công của zombie và chúng ta phải tiêu diệt 125 zombie trong 120 giây các bạn. Mình chọn cái nào đây? Cái này đi. Và cái này nữa. Ui, bỏ cái này đi. Hai cái này thôi các bạn. Ui, mình bỏ cái này đi. Mình chọn cái này cho nó bị nhiễm độc đi cho nó chậm lại. Rồi, chiến thôi. Đó. Mình có 100 lần di chuyển các bạn. Nếu mà ba con giống nhau thì mình sẽ được một xanh. Cho nên mình phải di chuyển nhanh nhanh lên các bạn ơi. Ồ, quá trời xanh luôn rồi. Ồ, mình di chuyển lộn rồi. Bốn con thì mình sẽ được bút các bạn. Mình đổ qua cây này. Cây này nó dữ lắm nè. Mình di chuyển 40 mấy lần rồi. Ôi, con này nó hút sân của mình rồi. Giống như bị tấn công rồi các bạn ơi. Nó bị nhiễm độc rồi. Mày hả? Ôi chết cha, nó bị chiếm mình một ô rồi. Nó chiếm mình một ô rồi các bạn ơi. Ô, nó vô được luôn rồi. Nguy hiểm quá. Rồi. Nó chiếm mình được một ô rồi. Mình chỉ còn một số lần di chuyển nữa thôi. Mình còn 2 lần di chuyển nữa các bạn. Rồi, thắng rồi các bạn ơi. Tưởng đâu là tôi rồi chứ. Rồi, tiếp tục ở level 5 mở luôn các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá level 5 luôn nha. Cái này thì mình sẽ được 1400 nè. Cái này 10 cái six pack nè. Rồi, chuyển luôn. Rồi, chúng ta phải sống sót trong 3 phút các bạn ơi. Sống sót là mình phải chọn cái này đây. Này đang ở level 1 à. Sao mình không có tăng cấp được nhỉ? Của mình toàn là level 1 không à. Cái này để có lợi về sao. Rồi, chiến thôi các bạn ơi. Ô, cái con chạy này nó nguy hiểm lắm nè. Đó, rồi, chuyển thôi. Không có sao nên không biết như thế nào đây. Rồi, chiến nó luôn các bạn. Đây, xanh đây. Quá trời quá đất luôn.
hơn là mình có chọn cây này các bạn. Thêm ra một thằng nữa. Mày hả? Ồ, quá trời xanh luôn rồi. Quá đã. Mày hả? Mày hả? Đấy là tiêu tàn luôn. Mày hả? Cái cây này của mình đang được bút các bạn. Đem súng ra hả? Mày hả? Thôi con này nó vô được luôn nè. Đem súng ra hả? Mày hả? Mày hả? Cho mày chết luôn. Ồ, mình đánh được 50 mấy điểm. Quá đã. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở cái phần 2 chớp nha các bạn. Để mình xem cái phần level 4. Level 4 2 chớp thì mình chỉ được 4 viên kim cương thôi. Còn level 5 2 chớp thì mình sẽ được 10 cái six basket. Vậy là mình sẽ chiến level 5 phần 2 chớp các bạn. Rồi, là chiến thôi các bạn ơi. Wow, lần này thì mình sẽ cố gắng sống sót trong 3 phút các bạn. Và mình phải đánh bại là 20 triệu điểm. Quá dữ. Vậy thì mình sẽ sử dụng cái này nè. À, sử dụng cái này luôn nè các bạn. Và thêm cái này nữa đi. Để có lợi về xanh các bạn. Lợi về xanh thì mình sẽ đánh nó dễ hơn. Đó, mình sẽ mất 10 viên kim cương. Ôi trời, cái con này nè. Để mình chọn lại cái trận ha. Rồi, chuyển thôi các bạn ơi. Đây là những cây quen thuộc rồi nè. Mình chỉ có 100 thôi à. 100 thì không sử dụng được cây nào hết các bạn ơi. Đây, đây. Rồi, chuyển. Xanh tới rồi đây. Quá trời xanh luôn. Mày hả? Nó chọi mình kìa, nó chọi mình kìa. Nó chọi kìa. Cầm cự trong 3 phút. Trời ơi, nó chọi mình được các bạn thấy không? Mày hả? Mày hả?
kéo xe ra nó quánh kìa các bạn. Ô, nó lấy xanh của mình. Kéo xe ra hả? Ô. Mày hả? Kéo xe ra nó quánh các bạn ơi. Xanh về, xanh về, xanh về. Tiếp tục luôn. Mày hả? Ây da, ây da, ây da. Con này nó lọt xuống được. Lọt xuống hả? Xanh về, xanh về, xanh về, xanh về. Mày hả? Ôi, ôi, nó càng quét. Mình ghi mới chỉ được có 2 triệu điểm thôi. Mà nó kêu yêu cầu mình phải đánh bại 20 triệu điểm mới có bonus các bạn. Cây mình khá là yếu. Còn 6 giây nữa. Mày hả? Ồ, dù sao cũng được 10 cái xích bách kìa các bạn ơi. Đó, 2 chết luôn các bạn ơi. Rồi, mình không đủ năng lượng nữa rồi các bạn ơi. Và mình cũng xin dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.